mình có màu đen bằng đồng đây nha các bạn. Đó. Mình mới lắp chiếc này cho khách hàng luôn. Bây giờ khách hàng đang làm hồ sơ trả góp. V2 này nó sẽ đăng ký lần 1 là như thế nào? Xe bên mình là mới hoàn toàn 100%, chưa đi, chưa sử dụng. Chỉ một cái là đã đăng ký lần 1 thôi. Thì khi mà các bạn mua xe này á, các bạn đi đây mua. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Winner V3 đây nha các bạn. Đây, Winner V3 đây ha. Và mình cũng xin phép được báo giá cho tất cả các bạn về giá của dòng xe Winner X V2. Nhưng mà đã đăng ký lần 1 rồi. Hiện tại thì giá của dòng xe Winner V3 này các bạn thì nó sẽ bình ổn giá với mức là 46-50 triệu tùy vào phiên bản nha. Và thằng V2 á, nó có cái lượng hàng á, nó nhỉnh hơn so với V3. Tại vì V3 hiện tại là được khá là nhiều bạn thích V3 hơn là V2, do là được thay đổi quá nhiều. Nhưng cũng có một số bạn vẫn còn rất là thích V2, nên là Honda quyết định là sẽ không bỏ mẫu của hàng V2 nha các bạn. Nhưng mà hàng nó rất là nhỏ giọt luôn đấy. Và hiện tại thì giá của V2 tại những cửa hàng á, nó đã lên giá rồi. Và bên cửa hàng mình á, V2, Winner V2, X V2 mà mới nha, mới hoàn toàn 100%. Dạng như xe chưa đăng ký á, thì bên cửa hàng mình hiện tại hết hàng các bạn, hết hàng rồi, đang đợi để nhập hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào quay và xem là cái giá của dòng xe Winner V2 đăng ký lần 1 của bên mình là giá như thế nào, thay đổi như thế nào. Bạn nào muốn mua thì tranh thủ nha. Đấy, đây. Thì trước mặt các bạn đây là dòng xe Winner X V3 ha. Bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn luôn nha. Winner X V3 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản bình thường đó các bạn, sẽ có mức giá là 46 triệu. Còn phiên bản đặc biệt là 50 triệu, riêng phiên bản thể thao là 50 triệu 500 ngàn đồng. Giá hiện tại của nó khá là bình ổn giá luôn nha anh em. Nên là anh em nào muốn mua V3 thì có thể mua ngay tại thời điểm này, rất là tốt rồi. Cực kỳ tốt rồi ha. Giá rất là ok. Đấy, đây là Winner X V3. Được thay đổi cái phần đầu đèn khá là giống với E-Plus đó các bạn. Nhưng mà nó lại hầm hố hơn so với hàng Winner V2 rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là dòng xe Winner X V2 trước mặt các bạn đây. Bên cửa hàng mình là đã hết xe mới nha các bạn. Đây cũng là xe mới nhưng mà nó đã đăng ký lần 1 rồi. Còn những xe mà mới hoàn toàn 100% chưa đăng ký lần 1 á, thì bên cửa hàng mình đã hết hàng rồi, hiện tại đang đợi nhập hàng. Mình sẽ có màu đỏ cho các bạn nè, màu đen nè, màu xanh nè ha. Đây là phiên bản phanh thường ha. Thì giá do là hiện tại thị trường á, cái giá của hàng Winner XV2 này các bạn, nó đang tăng giá tại vì nó rất là ít hàng và hiếm hàng. Nhưng mà vẫn có một số bạn rất thích mẫu V2 này hơn là V3, nên là giá hiện tại của nó đang được tăng giá. Nó giá của nó hiện tại là phải là 39 triệu các bạn, 39 triệu cho phiên bản phanh thường đó. Đấy, nên là hiện tại cửa hàng bên mình á sẽ bán cho các bạn những cái xe mà đã đăng ký lần 1 này với mức giá là 33 triệu cho phiên bản phanh thường. Ok chưa? Phanh thường đỏ, đen và xanh là 33 triệu nha các bạn. 33 triệu phiên bản phanh thường. Còn đối với mà phiên bản phanh ABS thì mình có màu đen bằng đồng. Đây, các bạn có thể xem. Mình có màu đen bằng đồng đây nha các bạn. Đó. Mình mới lắp chiếc này cho khách hàng luôn. Bây giờ khách hàng đang làm hồ sơ trả góp. Chiếc này là 36 triệu, 36 triệu là phanh ABS nha các bạn. Và cái giá này hiện tại mới vừa lên các bạn, mới vừa lên chiều nay luôn. Các bạn mà mua xe này các bạn rất là hên luôn nha. Tại vì khi mà các bạn này mua chiếc này là 33 triệu là giá cũ của mình, 33 triệu thì mình mới vừa cập nhật thông, mình làm cho bạn hồ sơ đậu, vừa cập nhật thông tin xong á thì cái giá nó lên là 36 triệu. Bạn này rất là hên luôn, rất là hên ngay tại thời điểm này luôn. 36 triệu cho phiên bản mà phanh ABS này ha. Nhưng mà phiên bản này chỉ còn màu đen bằng đồng thôi. Bạn nào mà thích màu đen bằng đồng này thì có thể lựa chọn ha. Đấy. Thì mình cũng nói thêm cho các bạn biết á, là dòng xe Winner X V2 này nó sẽ đăng ký lần 1 là như thế nào. Xe bên mình là mới hoàn toàn 100%, chưa đi, chưa sử dụng. Chỉ một cái là đã đăng ký lần 1 thôi. Thì khi mà các bạn mua xe này á, các bạn đi đây mua, mình sẽ công chứng ha, công chứng ra cái kịch đó. Các bạn mà muốn không muốn thay đổi biển số xe, các bạn muốn tìm biển số xe này luôn, đỡ phải tốn tiền đăng ký á, thì các bạn ra đây công chứng ủy quyền, thì một cái kịch là các bạn cầm kẹp vẹt đi luôn đó, rất là tiết kiệm cho các bạn luôn nha. Còn bạn nào mà muốn rút hồ sơ ra và đăng ký tên và biển số xe của mình cũng được luôn. Bên mình sẽ ra rút hồ sơ một cái kịch rồi xong rồi sẽ đưa cho các bạn hồ sơ, các bạn tự đăng ký cũng được, hoặc là các bạn muốn bên mình đăng ký cũng được, nhưng mà bên mình đăng ký là phải cộng thêm tiền đăng ký cho các bạn nữa nha. Đấy,
Nhưng mà mấy cái xe này á, mà đã đăng ký lần một rồi thì khi mà các bạn đi đăng ký lần thứ hai á, giá đăng ký của nó cũng khá là rẻ chứ không mắc như là mua xe mới. Nó rất là lợi, rất là lợi luôn nha anh em. Nên là anh em nào muốn mua thì phải săn ngay thời điểm này. Đấy, xe bên mình là mới hoàn toàn 100%. Nếu mà ra đây anh em mua mượn những chiếc xe này á, mà anh em thấy là xe không mới, xe đã đi rồi, xe đã sử dụng rồi, bên cửa hàng mình tặng cho các bạn chiếc xe luôn. Ok chưa? Yên tâm nha. Đấy, rồi đây. Đây mình sẽ minh chứng cho các bạn xem là xe mình là chưa đi, chưa sử dụng nha. Xe này nãy mình đã lắp bình cho khách rồi nè, đổ xăng luôn rồi. Đó, đây Odo 2 km là bên mình chỉ mới dắt tới dắt lui trong cửa hàng này nọ thôi á, chứ thực chất là xe là chưa đi, chưa sử dụng nha, anh em cứ yên tâm vấn đề này. Thì anh em lên kiểm tra xe, test xe này nọ, cái anh em đề máy, anh em nghe tiếng máy này nọ kiểu mà thực chất là không cần phải như thế đâu nha anh em. Tại vì á, mấy chiếc xe này á, là xe mới chứ không phải là xe cũ. Đó, anh em nào mà nói xe này xe cũ á, thì mình bao cho anh em luôn. Ra đây nói với mình là xe cũ thì mình sẽ tặng cho anh em chiếc xe này. Còn nếu như không phải xe cũ, anh em tặng ngược lại cho mình chiếc xe này nha. Đó, thì đó là cái giá thay đổi của thằng Winner FV2 ngay tại thời điểm này. Và giá Winner FV3, nếu như mà bạn nào quan tâm về cái giá xe của thằng Winner FV2 đã đăng ký lần 1 này, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình. Nhớ nha anh em, hiện tại thì mỗi cửa hàng bên mình còn rất là ít xe, nên là anh em nào muốn mua thì hãy nhanh tay nhanh chân nha. Ở đây đâu đó là chỉ còn có khoảng tầm là 10 chiếc thôi, 5-7 chiếc, không tới 10 chiếc nữa. Đó, rất là rẻ cho anh em luôn. Rồi, anh em mà trả góp những dòng xe này, bên mình vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em đàng hoàng luôn. Vẫn hỗ trợ trả góp đàng hoàng luôn. À, đây là xe mới hoàn toàn 100% nha anh em nhớ nha. Mới hoàn toàn 100%. Một cái điểm yếu của nó thôi, chính là anh em mua xe về thì anh em trong cà vẹt, anh em sẽ là người đứng tên lần thứ hai chứ không phải là đứng tên đầu tiên. Nên là khi sau này mà anh em bán xe cho người ta thì phải giải thích cho người ta hiểu, rất dễ gây hiểu lầm là mày mua cũng mua xe cũ lại, nhưng mà mày bán cho tao là mày bán theo là xe cũ nữa, là phải giá bị ép giá các bạn, nên là nó chỉ bất lợi chỗ đó thôi. Nên là anh em cứ yên tâm, xe thì mới hoàn toàn 100% nha anh em. Rồi, trả góp 30%, thì xe này á 33 triệu, anh em cho mình là 9 triệu hoặc là 8 triệu là anh em lái xe về được ha, 6 triệu cũng được, lái xe về được. Nhưng mà 9 tới 10 triệu thì anh em có cái khả năng đậu hồ sơ nó cao hơn đó. Rồi, thì mình đã cập nhật xong cho anh em nha. Nếu mà anh em có thắc mắc vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Nếu các bạn muốn mua trả góp xe nào hay muốn báo giá dòng xe nào thì hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ cập nhật giá xe, giá bán liên tục cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.